triệu. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 24 tháng 5 thì Xuân Đỉnh lại lên cho các bác ba cái bộ phối ghép hàng bã Nhật. Mức giá dao động thì từ 4 triệu rưỡi cho đến 5 triệu. Và đây toàn là những dòng chất lượng mà giá thành thì rất là mềm mại. Tính ra giá trị của nó thì chỉ bằng một cái bộ dàn chung thôi. Nhưng chất âm của những bộ phối ghép này sẽ hay hơn rất là nhiều. Và những cái bộ phối ghép ngày hôm nay thì các bác đều chơi tốt với những diện tích phòng từ 25 đến 30m2. Và tiếng thì cực kỳ hay so với cái tầm tiền các bác bỏ ra. Đấy. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ phối ghép cũng như test từng bộ một cho các bác. Bác nào có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đỉnh thì các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582, cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bác. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay từng bộ một. Bộ đầu tiên thì Xuân Đỉnh đang phối ghép là một bộ gồm có âm ly Yamaha, dòng này dòng AX700, dòng này thì có cổng quang giải mã để các bác kết nối thẳng từ Smart TV rất là tiện dùng qua đường digital đây. Đấy, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ có nên cái phần hệ thống giải mã. Đấy. Còn hiện tại bây giờ thì Xuân Đỉnh đang kết nối cho bác qua cổng AUX. Và phối ghép với chiếc âm ly này thì đang phối ghép cho các bác là một cặp Diatone, dòng này dòng 251MK2, loa về trong tình trạng rất là đẹp. Vừa rồi thì Xuân Đỉnh có về được một lô và toàn là hàng tuyển chọn. Mức giá thì cũng chỉ có hơn 2 triệu cặp loa. Và chiếc âm ly này cũng vậy. Hôm nay Xuân Đỉnh bán combo cả một cái bộ này, mức giá thì chỉ có 5 triệu đồng, rất là rẻ. Đấy. Loa đẹp xuất sắc và nguyên zin tuyệt đối. Loa 3 đường tiếng bát 25, chiều cao của loa là 52, chiều ngang của loa tầm khoảng độ 34-35 và chiều sâu của nó khoảng 26. Thùng lạm gỗ, tuyến loa đồng đều và đẹp xuất sắc, phối ghép với chiếc âm ly Yamaha này rất là hợp. Và tổng giá trị cả một bộ này là 5 triệu đồng. Và mức giá mà Xuân Đỉnh bán cho các bác là mức giá không bao gồm phí ship. Đấy. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ test cũng như hướng dẫn các bác cách sử dụng phím bật tắt nguồn. Đây là hàng nội địa điện 100V, dòng này thì công suất là gần 200W, rất là khỏe. Có chỉnh bass jack trực tiếp trên máy. Đấy, có ba lăng, có now lớt. Đây là volume đang sử dụng qua cổng AUX này. Đảm bảo với các bác là chất âm thì hay hơn tầm tiền các bác bỏ ra với số tiền là 5 triệu đồng. Tuy rằng không phải là những cái đồ đắt tiền, nhưng Xuân Đỉnh thì cứ phối ghép cho các bác đảm bảo là hợp và hay so với cái ví tiền của bác. Đấy. Chiếc âm ly Yamaha dòng này có cổng quang giải mã kết nối Smart TV và sử dụng đến tận 2 bit digital, là dòng rất là cao cấp của hãng Yamaha. Máy móc đẹp, ruột gan, đít đáy và còn nguyên zin tuyệt đối. Âm ly này thì seri nó bị mờ rồi, điện 100V công suất là 170W Japan. Đây là cổng quang để kết nối Smart TV và đây là các đường vào. Đấy. Loa cũng vậy, đều và còn rất là đẹp. Loa thì có trở kháng là 8 ohm và công suất là 40W một loa. Bộ này các bác chơi rất tốt, phòng 30m2 và tiếng cực kỳ hay. Tổng cả bộ mức giá là 5 triệu đồng. Đấy. Sang bên này thì Xuân Đỉnh sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bác một bộ hãng Yamaha nữa. Hôm nay thì Xuân Đỉnh đang kết nối cho các bác là cổng AUX đây. Để cho nó tiện này. AUX thì nó rất là phổ thông. Đấy. Bộ này thì nó theo dạng cây. Cái nắp sắt này thì nó có gì một chút, nhưng Xuân Đỉnh thì cứ để nguyên. Còn tất nhiên thì nếu như các bác cẩn thận thì cái Xuân Đỉnh sẽ sơn qua cái nắp sắt này. Quan trọng nhất vẫn là ruột gan và phần mặt tiền thôi. Thì chiếc âm ly này còn khá là đẹp. Mỗi cái nắp này nó ở bên ngoài chắc là lâu năm rồi thì nó có bị oxy hóa một chút. Đấy, chỉ rõ cho các bác. Dòng này thì chạy 4 sò sắt. Chiếc Yamaha mà Xuân Đỉnh vừa giới thiệu đầu tiên thì nó là chạy 4 sò Toshiba xanh đen, rất là chất lượng. Còn bên này thì chạy 4 sò sắt và có 2 đèn vu. Phối ghép với chiếc âm ly Yamaha thì cũng là một cặp loa cây của hãng Yamaha. Đây là gọi là bộ phối ghép đồng bộ. Đồng bộ theo gọi là đồng bộ theo tên thôi, chứ không phải là đồng bộ theo bộ phối, theo bộ dàn của họ. Đấy. Cặp loa Yamaha, bát của dòng này là bát 10 năm. Đấy, gân của nó là gân cao su màng carbon và một tép đôm. Loa này thì rất là nặng, công suất maximum của loa đạt đến tận 200W một loa thì phải. Xuân Đỉnh sẽ quay đằng sau để giới thiệu các bác sơ qua một chút về cái cặp loa.
Dòng này model của nó là loa Yamaha NS120 6 ohm và công suất maximum là 200W một loa, dưới là cầu loa. Loa này rất là nặng, củ loa này rất là gấu. Và là phối ghép với cặp loa này thì nó là một chiếc âm ly Yamaha CAX1. Đấy. Dòng này thì chạy 4 sò sắt, có chỉnh bát check khi các bác gạt cần to này. Đấy. Mặt tiền rất là đẹp, size chuẩn 43. Và khi có tín hiệu âm thanh thì có đèn vu. Đấy. Tại sao mà những cái dòng loa cây cột này thì công suất nó chịu tải lớn như vậy? Vì dòng loa này nó rất là chất lượng, chứ không phải là tự dưng một cái loa bass bé bé nhưng mà ghi đến maximum đến tận 200W mà nghe bật tiếng nó phèn phẹt thì nó sẽ không bao giờ người ta ghi như vậy. Cho nên loa này loa chịu tải công suất lớn. Bass của nó là bass 10 năm, gân cao su, màng carbon, củ loa rất là gấu, tép đôm. Những cái dòng loa tép này thì bao giờ cũng vậy, vì nó thiết kế nổi ra bên ngoài nên cái tép này rất hay bị nhăn. Nó nhăn thôi chứ nó không ảnh hưởng gì về chất âm. Đấy, căng cước thì còn đầy đủ. Cặp loa này có kích thước chiều cao đạt đến tận 80. Lỗ thông hơi phía trước, công suất maximum đạt 200W một loa. Dòng này thì rất dễ kê vào bài. Và đây là một bộ combo Yamaha. Âm ly là CAX1, còn loa thì là NS120. Đấy, đây là một bộ. Cả bộ này thì xuất đỉnh bán cho các bác mức giá là 4.500.000 đồng. Âm ly thì chạy 4 sò sắt, tiếng rất là hay, hàng nội địa, điện 100V. Phối ghép với cặp loa Yamaha này rất là hợp. Tổng cả bộ là 4.500.000. Các bác về lắp ráp trên cái bộ căn phòng nhà mình tầm 2 năm 30 m2 đánh cặp loa này rất là tuyệt vời luôn. Tiếng rất là hay. Combo Yamaha âm ly CAX1 và loa Yamaha NS120, cả bộ này giá là 4.500.000 đồng. Cuối cùng trong video ngày hôm nay thì Xuân Đình test cho các bác một cái bộ Sony. Bộ Sony này thì câu chuyện nó cũng rất là dài, tại vì là bộ Sony này có bác khách đã chốt, nhưng kỳ thực là bác ấy tâm sự thì rất là thật, nhưng đến lúc chốt thì các bác ấy hẹn đến 5 lần 7 lượt, hẹn buổi sáng thì giao bảo là buổi chiều, còn đến chiều thì bảo buổi tối, và đến tối gọi thì tắt điện, nên là tắt điện thoại rồi. Nên Xuân Đình nói ngắn quá nên gọi tắt điện. Thì nói thật là rất là khó, tại vì đơn giản là cái cặp loa này nó không phải là những dòng loa đắt tiền, cho nên là Xuân Đình cũng không quan trọng. Mà quan trọng nhất là cái uy tín. Thì đã nhận lời các bác thì Xuân Đình chốt. Còn rất là nhiều các bác hỏi về cặp loa này. Cặp loa này Xuân Đình mới đăng cách đây khoảng độ 2 hôm. Nó chỉ có mỗi cái điểm xấu đó là căng của nó là hơi lệch màu một chút. Đấy, đây là do 5 tháng thôi chứ không phải là họ căng lại hay gì cả. Đấy. Tem mác còn đầy đủ. Cặp loa này thì model của nó là Sony 377. Cấu hình của loa là một bát 24, kiềng xương đúc, gân cao su, màng giấy, một chung 10 và một tép. Loa có một tinh chỉnh dành cho giải tép. Kích thước của loa đạt chiều cao là 75, chiều ngang của loa là 36 và chiều sâu của loa là 28. Góc cạnh thùng khá là đẹp. Vì cái căng xấu nên Xuân Đình cũng bán thanh lý nhanh cho các bác, mức giá chỉ có 2.500.000. Anh đã nhận lời chốt với bác ấy rồi, còn có rất là nhiều các bác quan tâm về cặp loa này. Thì hôm nay vì bác ấy chốt mà không uy tín thì Xuân Đình lại phải đăng lại. Và hôm nay thì Xuân Đình phối ghép cho các bác cũng là một chiếc âm ly của hãng Sony cho đồng bộ. Âm ly Sony ngày hôm nay mà Xuân Đình phối ghép là chiếc âm ly AX500. Dòng này sử dụng điện 100V, công suất dòng này cũng khá là cao. Chiếc áp này nó hơi bẩn một chút này. Trước khi gửi cho các bác thì Xuân Đình sẽ vệ sinh cái chiếc áp này. Nó chỉ hơi bẩn một chút thì. Đến đây là âm ly hàng bãi thì không tránh được cái chiếc áp đấy. Thì xịt qua tí dầu nó sẽ sạch. Âm ly Sony model của nó AX500 này thì phối ghép với cặp loa rất là hợp. Và tổng giá trị cả một cái bộ này thì Xuân Đình cũng bán cho các bác mức giá chỉ có 5.000.000 đồng. Âm ly 2.500.000, loa 2.500.000. Ở đây là phía đằng sau. Công suất của chiếc âm ly này là 140W, chạy 4 sò than made in Japan. Đấy, có ghép với cặp loa Sony rất là hợp, đồng bộ. Đây là ba sản phẩm mà Xuân Đình vừa giới thiệu cho các bác, mức giá dao động là từ 4.500.000 đến 5.000.000, rất đáng chơi trong cái tầm tiền các bác bỏ ra.
Và các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đỉnh thì các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42, đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.